Mưa lớn kéo dài đã khiến cho lúa đến thời kỳ thu hoạch tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội bị đổ ngã và ngập úng nghiêm trọng. Nếu không gặt kịp thời, hạt lúa lên mầm sẽ có nguy cơ mất trắng. Mặt khác, những bông lúa chín chĩu hạt ngập trong nước, không thể dùng máy để thu hoạch. Trước tình hình cấp bách, lực lượng công an địa phương đã cùng các đơn vị khẩn trương xuống đồng cùng bà con cứu lúa. Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp khiến một số xã trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội lầm vào cảnh ngập úng nặng như Cần Kiệm, Lại Thượng, Kim Quan. Mức nước lên cao khiến nhiều diện tích hoa màu, lúa của bà con bị ngập sâu. Thống kê sơ bộ diện tích bị ngập úng khoảng 160 ha. Nếu không được gặt kịp thời, hạt lúa lên mầm sẽ có nguy cơ mất trắng. Với tâm thế khẩn trương hết mình, chạy đua với thời gian chung tay cùng bà con cứu lúa bằng phương pháp thủ công, công an huyện Thạch Thất đã huy động lực lượng xuống đồng giúp bà con thu hoạch. Không ít những chiến sĩ chưa từng có kinh nghiệm gặt lúa, nhưng vì bà con nhân dân, họ sẵn sàng vừa làm vừa học, ngâm mình trong nước cả ngày trời, chỉ mong sao thu hoạch thật nhanh những ruộng lúa bị ngập úng. Mới đầu thì các đồng chí xuống thì cũng có một vài đồng chí cũng chưa gặt lúa bao giờ. Thế nhưng mà khi mà xuống nhìn thấy lúa bị ngập thì các đồng chí cũng đã cố gắng hết sức, mỗi người một công việc, một tay một chân. Đồng chí nào biết làm những cái việc gì thì sẽ chủ động làm những cái việc đó. Thế còn các đồng chí còn lại mà chưa thạo lắm thì cũng sẽ hỗ trợ vào cái việc thu hoạch lúa cho nhân dân. Mong muốn của chúng tôi, tập thể công an xã chính quy kể từ khi triển khai xuống xã, chúng tôi đều mong muốn đó là ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự tốt trên địa bàn xã, chúng tôi đều muốn gần dân và giúp công dân thu hoạch những cái vụ lúa mùa chẳng hạn giống như ngày hôm nay do thiên tai mấy ngày gây ra trên địa bàn huyện Thạch Thất nói chung và trên địa bàn xã Lại Thượng nói riêng. Vất vả nhưng họ luôn tích cực làm việc với tinh thần khẩn trương vì nhân dân phục vụ. Nhiều diện tích lúa mùa đã được cán bộ chiến sĩ công an huyện Thạch Thất thu hoạch xong và đóng bao gọn gàng, chuyển về tận nhà cho các hộ gia đình. Mình thì cũng đã tham gia gặt lúa một vài lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tham gia gặt dưới cánh đồng mà ngập sâu như thế này. Và chị em thì với cái trang bị thì cũng chưa được đầy đủ. Nhưng mà khi mà xuống ruộng lúa thì ngập đến tận ở trên ngực thì cảm giác cũng rất là lo lắng bởi vì xung quanh là rất là nhiều đỉa. Thế nhưng mà cái cảm giác ban đầu thì sợ hãi đã cũng qua đi nhanh chóng và chị em đã hăng hái, nhiệt tình để cùng với lại đoàn thanh niên là hoàn thành cái công việc của mình. Trong những ngày tới, nếu mực nước vẫn tiếp tục dâng cao, lực lượng công an cơ sở sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Những hình ảnh đẹp này một lần nữa cho thấy tinh thần vì dân phục vụ của lực lượng công an.